Con gì nữa? Con mami. Hai con điện. Phải đó. Đúng rồi này. Ui, khói đây. Mami đây. Nè, mình tìm kêu đâu, nhanh. Bên trong kia, nhau ơi. Đây, con tìm kêu, cứu, người này rồi. Ôi. Gì đấy? Ôi, bị ăn con gì ăn thịt thôi, bị ăn rồi. Nhìn lại cho con gì kia, Ông nhảy con gì đây? Con chân tinh, em ơi. Con này phải tạ rồi. Tạ rồi, em ơi. Con này phải tạ rồi, em ơi. Con này dài 10 mét rồi. Ui, nhìn nó kìa. Cái này, nó lôi người vào đấy. Con chăn. Ôi, kinh thế. Ôi. Cái gì đấy? Con quỷ trong. Ôi, con quỷ nhập chăn tích rồi nha mọi người. Ui, cái gì đấy? Ui, cái đầu quỷ, cái đầu lâu gì, mắt đỏ chét luôn. Ui mày ơi. Ui kinh dã man luôn. Hình như cái đầu lâu sao ấy? Đầu lâu bên trong sao ấy? Ui nhầm ơi. Ui giờ sao rồi? Nhìn vào trong giếng đi thôi. Có khi nào con chặt tinh nhà con quỷ nó biến thành không? Rất có thể luôn. Ui nhìn nó xuống kìa. Ui nó bỏ xuống, con này dài thế. Mấy ta? Con này dài lắm. Nó bỏ xuống kìa. Nó dài chứ. Hay mình đập cho nó nát đầu đi xem nó hiện nguyên hình không? Cái đầu mình nhí nữa thôi. Sao con này lại khác con rắn bình thường nhá? Ui thấy chưa? Ui. Ngóc. Ui đầu nơi này thè kinh chưa? Ui ôi nó niếm nó ăn như cái nút linh khí của cây lá này nó khô lá rồi. Ui, cắn mình luôn đấy. Thật nhá. Ui, nhà mày kinh quá. Bây giờ mình để giết tiêu diệt con quỷ gã rồi mới đập chết con chăn sao? Nó trong cái giếng này anh em ơi. Nó vào bên trong cái giếng này anh em này. Ui. Con này nó bảo vệ. Đây con này nằm ngang đây. Bắc ngang cái giếng nó bảo vệ luôn này anh em nhá. Sao này đâu rồi? Em cho sơ đi. Nó trên này này. Để nó trong đây, nhà mình trong đây này. Ui không có gì ơi. Ui. Bắt tay người. Nhẹ thôi nhau ơi. Ui. Ui các bạn tay quý, nó gọi hồn con chân tinh về rồi. Mày. Ôi, nó xuống giếng rồi nha mày, nó xuống giếng rồi. Mày. Ui nó lên này, nhớ lên trên, nó trên trên kìa. Ui xóa đi nha. Ui nhìn kìa. Ui cái tay. Ui. Như cái tay quỷ. Ui bàn tay quỷ nha mày. Con chó. Bàn tay quỷ nha mày. Mày chết rồi. Ui nó cắn. Cắn đâu, mày chết, chúng rồi. Chúng chưa? Chúng ơi. Đun ngón tay rồi. Được chưa? Đun rồi anh em ơi. Tay quỷ nó lại đứt rồi, con này đứt rồi. Rồi nhá. Con này đứt rồi anh em nhá. Đứt rồi, nó chết rồi. Ui. Con này đứt. Đây nhầm nhìn này. Ui. Cho sói nhá, sói tinh nhá.
Nhìn sói tinh này, nhìn cái răng nó này, nhìn cái răng nó này. Ui hoa ghi đó, con mami. Hai con điện. Cái đó. Đúng rồi này. Ui sói này, mami này. Ui mẹ ơi. Ui nó hiện hình rồi. Thế nhưng con trắng tinh nó hiện hình là con mami rồi anh em ơi. Ui độc quỷ. Ai à ơi, cái dưới cổ này. Không phải là con trắng tinh, đây con trắng tinh. Ui như con rắn đâu kìa. Ui con này con mami. Ui con này kéo nó, con này nó con mãng xà đấy nhá. Con này nó là con mãng xà anh em ơi. Nó biến thành con mãng xà lâu năm biến thành. Ui cái tay kìa. Ui nó múa kinh thế. Cái bàn tay quỷ nó múa cái dã man luôn. Mặt nó kinh lắm các bạn, kinh lắm. Anh làm phát nhá. Cho nát đầu luôn anh em ơi. Ui Đập bàn tay trước. Con này nó bị ấy rồi, đứng hình rồi. Như con này nó bị điên rồi sao ấy, nó cứ nằm đứng yên nó múa thôi. Chọc ba. Ôi giữa gân tay của nó rồi, giữa gân tay của nó con ơi, chết rồi. Ui nó chết rồi anh em nhá. Đập con mình đi nhá. Làm con mình nữa là con nó chết. Nó chết hết rồi anh em nhá. Mày này. Ôi mày ra nó luôn, ra luôn. Ôi trời ơi. Ôi nó tấn công. Ôi kinh hết. Anh em quá kinh khủng luôn. Nó hiện hình luôn, kinh chưa? Con này nó hiện hình lên nhá. Kinh vãi luôn em ơi. Ui cái đầu. Ui cái đầu, cái bắt khóc rồi, bắt thịt rồi. Ôi cái gì mày kia. Thì nó chạy ra đây rồi sao ấy. Nó dọa mình ấy. Ui nó chạy ra đây rồi anh ơi. Nó dọa mình. Ui cái đầu đâu kìa. Ui sợ người. Ui nhà một. Cái gì đây. Nó sợ người. Ui cho nó mắt này, mắt ra. Ui cái đầu, răng nó kìa. Mắt nó kiểu như nó máu sao ấy. Nhìn mắt nó này. Ui nhìn cái mắt nó này. Mày ui đi. Ui mẹ ơi. Cái gì đây? Mày chọc cái đầu đâu, cái mắt của nó. Ui mắt nó đỏ chết đi. Hình như con này nào. Một con quỷ. Quỷ mới. Con quỷ này mới hiện hình anh em ơi. Quỷ đầu lâu. Ê con này quỷ đầu lâu. Skull đâu. Ui dồi ôi. Con này là con gì đây? Con sói cái răng của nó này. Ui nó bới. Ui nó bới này. Ui Kìa. Ui mẹ con Manly. Ui con Manly rồi anh em ơi. Con Manly chưa chết rồi anh em ơi. Mày đâu có đi. Mày đâu. Ui nó lại sau thôi. Chết rồi, cứng đầu rồi. Cái chất gì đấy? Chết rồi, cứng đầu rồi anh em ơi. Phải lấy đá đổ vào đi. Đi chạy thôi.